Ngày 5 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 12 đối tượng dương tính với ma túy cho công an phường Vĩnh Quang thành phố Rạch Giá xử lý hành chính theo thẩm quyền. Chiều ngày 5 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 12 đối tượng dương tính với ma túy cho công an phường Vĩnh Quang thành phố Rạch Giá xử lý hành chính theo thẩm quyền. Trước đó, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 5 tháng 6 năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Rạch Giá phối hợp công an phường Vĩnh Quang triệt xóa một điểm phức tạp về ma túy tại khu đô thị Tây Bắc, phường Vĩnh Quang. Qua kiểm tra ba phòng của một căn nhà ở địa chỉ nói trên, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ 20 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số dụng cụ mà các đối tượng dùng để bay lắc. Qua xét nghiệm có 12 đối tượng dương tính ma túy tổng hợp.